Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây Trung lên thêm một cái video thanh lý hai cái bơm nhé nè. Mấy con động cơ của cái con 07 tháo ra đây. Hôm trước có cái con 6D14 Trung đăng video test nổ các thứ đấy. Thì sau khi mà bán động cơ xong thì còn lại hai cái bơm nhé nè, bơm tổng nha, xe cuốc 07 nha. Một cái con là Covenco đời tay lái cơ này, không có đuôi kích này. Một cái con Covenco đời có tay lái thủy này, có đuôi bơm kích này. Hai con thì nhìn giống hệt nhau, cùng lắp lên 6D14 hết nhá. Cùng lắp lên Mitsubishi 6D14. Hai cái con này thì nhìn nó không khác nhau gì hết, giống nhau 100% luôn, nhưng mà cái ruột chắc là khác nhau nhé nè. Cái con mày này mã là NV361 nha. Nó lắp trên cái con turbo đấy. Lắp lên 6D14 turbo đấy thì nó có lấy thủy này thì nó là NV361 nha. Còn cái con này thì lắp lên 6D14 trơn, không có turbo này thì nó là NV90 nha. Hai con hoàn toàn giống nhau về kích thước, về hình dạng. Chung thấy nó giống nhau hết đấy, không khác nhau có chỗ nào hết. Cùng nón lá giống nhau hết luôn này, lắp 6D14 này. Số lượng hai con. Đây nha. Cái con không có turbo này. Đấy, mã của nó đấy. Hàng Kawasaki, hàng xịn theo máy nha anh em. Đâu rồi, đây này. Đấy, số lượng hai con giống hệt nhau. Của hai cái đời máy cũng gần giống nhau luôn. Cùng là Covenco hết nhá. Con này có các thứ còn khá là đẹp luôn này. Anh em thợ xem có nhu cầu sử dụng tận dụng lấy phụ tùng hoặc là để dành làm gì đấy, ứng dụng làm nguồn làm được gì đấy thì anh em cứ xem giúp nhé. Chung thì giả máy hàng loạt nên nó cứ dư hàng ra suốt như vậy đó. Rồi, chung có hai cái món hàng khá là quen thuộc với anh em thợ thủy lực làm ngành xe cuốc. Anh em xem có đúng việc thì liên hệ nha. Món hàng có sẵn tại nhà. Anh em ở gần cứ sắp xếp đến xem thử nha.